Vâng, điện tử Cao Phong xin chào các bác và anh em. Trong video hôm nay em sẽ quay mở nội thất những quả súp 3G, súp điện 3G bát 40 từ 22 côn 100, hàng xịn sò và 3G audio. Model của quả súp này là GS115BA bát 40, từ của bát là từ 22 côn 100, từ 220 côn 100 các bác em. Tiếng bát đánh cực kỳ gọn, đánh rất là căng, đánh sâu và đánh rất là uy lực, đánh không có đuôi. Nên là các bác ghép vào các cái cấu hình âm thanh và karaoke rất hay. Đó, các bác nhìn hình thức của nó rất là đẹp. Độ đẹp của nó trên 98% luôn, hàng lướt. Nên là các bác mua những quả súp này thì giá trị của nó sẽ xứng đáng và thỏa mãn đam mê cho các bác. Đấy, rất là đẹp, thùng gỗ và sơn sần bóng. Thùng vách cực kỳ đẹp luôn. Bát zin, phân tần zin. Con này chạy nguồn xuyến tròn và chạy 8 sò. Phải nói là tất cả các điểm của nó là điểm tối đa luôn. Đấy, một cái lưới căng bằng sắt, logo tem 3G audio tem nhôm. Bát 40, màng bát còn xanh lét luôn. Gân vải lụa thầm dầu, gân 3 đường xếp và gân còn rất là mới luôn. Đấy. Thiết kế một cái kích thước của nó cực kỳ gọn nên các bác chơi được các cái không gian từ gia đình nhỏ đến các cái gia đình có những phòng khách tầm khoảng dưới 50m², chơi rất là đẹp và vừa vặn. Đấy. Thùng gỗ sơn sần bóng và cái chiều ngang của quả súp này là 50, chiều cao 45 và chiều sâu 45. Hình dáng quá gọn gàng và đẹp. Lỗ thoát hơi rất là lớn phía trước này. Các bác nhìn cái màng bát của nó xanh lét luôn, rất đẹp. Lát em sẽ đứng máy và sẽ tháo ốc, nốt cái ốc ra. Em đã tháo gần hết rồi, còn mấy con nữa để nhấc cái bát ra cho các bác chiêm ngưỡng cái nội thất của nó lý tưởng, tuyệt vời luôn. Thì lưu ý với các bác, có rất nhiều các bác hỏi là em mua những đôi loa này loa kia thì có nên dùng súp không? Thì khẳng định các bác là tất cả các dàn âm thanh từ gia đình đến sự kiện đều phải có súp thì nó mới hay. Khẳng định kể cả bác mua những đôi loa đẹp, đắt tiền và đẹp đi mấy chăng nữa, và các bác không nên chơi quá nhiều loa, mà các bác chỉ cần chơi vừa phải loa thôi, nhưng mà các bác có súp vào nó đủ các giải, nó hay hơn rất là nhiều. Nên nhiều bác là mua rất nhiều loa nhưng không có súp thì nó không giải quyết được vấn đề gì cả mà tốn tiền. Đấy là lưu ý các bác. Cứ phòng lớn các bác mua súp to, phòng vừa các bác mua súp vừa, và phòng nhỏ các bác mua súp nhỏ sao cho hợp lý với không gian của mình. Nhưng em lưu ý với các bác là những quả súp này nó chơi cho các bác tất cả các không gian từ nhỏ đến dưới 50m², chơi cực kỳ hợp lý, rất là đẹp. Súp 3G nó quá nổi tiếng rồi, 3G audio. Em nhắc lại model là bát 40 từ 22 côn 100, model là GS115BA. Con này chạy hai cầu điện, một cầu điện 110 và một cầu điện 220 bằng công tắc gạt phía sau. Nên khi gửi cho các bác thì đa số người dân Việt Nam mình dùng là dùng điện 220, nên đã tháo, em đã chuyển điện sẵn 220 bằng công tắc gạt phía sau. Còn bác nào muốn chuyển điện 110 thì bác gạt sang 110. Nhưng đa số em gửi đi là em đã chuyển sang điện 220 nhé, bằng công tắc gạt. Các bác nhìn cái màng bát của nó này, quá mới luôn. Nó tiền nào của đấy, cái câu tiền nào của đấy không bao giờ sai. Nó đẹp như này cơ mà. Nó màng bát này xanh lét luôn, nhiều sóng, gân còn ướt này. Đó. Mới zin. Nên là các bác mua những quả súp này nó không khác gì hàng mới, bởi vì nó dùng lướt, nó dùng chưa đáng kể. Nên là cái giá trị của nó cực kỳ là cao. Đó. Em quay xa quay kỹ, lát em sẽ tháo bát ra để có chiêm ngưỡng. Rất đẹp luôn. Bát 40 từ 22 côn 100. Đẹp xuất sắc luôn, những quả súp bãi xịn 3G audio nó đẹp tuyển chọn. Đây. Đây là thông số phía sau này. 3G audio. Model là GS115BA. Công suất nhé, những dòng súp 3G và B3, em lưu ý với các bác là 3G với B3 là một nhé các bác. Đấy, cùng một cha đẻ. Công suất ghi không bao giờ ghi ảo, 350W nhưng nó ảnh cực kỳ là bạo lực. Các bác để ý những dòng B3 thế, người ta ghi công suất chỉ có 200-300W, không bao giờ ghi lớn. Đây các bác nhìn tem mã vạch này, 3G audio này. Đó. Đây, chạy hai cầu điện, một cầu điện 110 và cầu điện 220 bằng công tắc gạt đấy các bác nhìn. Khi gửi đến các bác là em chuyển sang điện 220, công tắc bật tắt nguồn, dây cắm điện nguồn này, chân cắm dây điện nguồn. Và đây là hai volume, các bác nhìn nữa, nó có chữ volume, đây là tăng giảm âm lượng to nhỏ này. Đó. Đây là cắt tần số, thì các bác cứ cắt tần số các bác cứ để tầm 11-12 giờ. Đây đường input bằng dây canon, jack canon, và đường output cũng bằng canon. Hàng cực kỳ chất. Con này chạy nguồn xuyến tròn rất là lớn và dây đồng nguyên chất. Chạy 8 sò,
phải nói là nội ngoại thất của nó xuất sắc luôn, lý tưởng. Thế em sẽ dừng hình để cùng các bác tháo cái bát ra. Vâng, em đã tháo cái bát này ra để cùng các bác chiêm ngưỡng này. Bát 40 từ 22 côn 100, các bác nhìn cái bát của nó từ nó đẹp như này. Quá đẹp luôn. Nam châm rất là dày. Đó. Keo vẫn còn hồng rực này. Các bác nhìn cái keo này. Các bác để ý những dòng loa bê bạ thế, nếu đôi nào nó còn đẹp thì keo nó rất là hồng như này. Từ 22 côn 100, tem 3G nhé. Các bác nhìn này. Tem xịn sò 3G. Đó. 3G audio. Chân kẹp dây loa này. Ở đây thiết kế 8 xương gông. Đấy, hàng xịn xương gông của nó này, sơn rất là bóng. Màng phía sau rất là nhám sần sùi. Đường gioăn cao su, kể cả những dòng loa phun xịn bao giờ nó phải qua đường gioăn cao su này, khi các bác vít vào thùng nó không bị rung. Đấy, bát 40 từ 22 côn 100, từ rất là khủng. Những dòng từ to thì đương nhiên là cái tiếng bát của nó sẽ uy lực hơn là từ nhỏ các bác nhé. Đó, đây và đây, đặc biệt này. Các bác nhìn để ý những dòng loa phun B3 mà những đôi loa mà từ 22 côn 100 ấy, hoặc là loa 3G audio cứ từ to 22 côn 100 bao giờ người ta sẽ có một cái lớp keo đổ nguyên bản như này. Đó, nguyên bản như này. Keo khi đổ này là chống gãy giữa màng và nhện loa khi các bác chơi. Đấy, nhà sản xuất người ta đổ nguyên bản từ đầu, khi người ta bắt đầu đưa keo vào cái là người ta đưa nhện vào xong người ta ép nhện xuống cái là nó trào keo ra ngoài. Là nó khô cái là ở định vị luôn. Nên là khi các bác mua những dòng súp 3G hoặc loa full 3G, loa full B3, những từ 22 côn 100 mà không có cái lớp keo này nhé, các bác phải xem xét. Nên là hàng xịn bao giờ nó phải có cái lớp keo nguyên bản như này. Đấy, màng bát có nhìn nó đẹp xuất sắc như này. Đó, keo hồng này, có nhìn chưa? Nhưng cái giá trị của nó sẽ là khác hoàn toàn. Cực kỳ chất. 3G audio. Đó. Rất là đẹp, từ 22 côn 100. Bát 40 xịn sò 3G. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những quả súp 3G audio, các bác liên hệ với em để sử dụng cho mình những quả súp 3G audio chơi trong mọi không gian gia đình hoặc các quán cà phê, nhạc phòng trà, súp điện. Em nhắc lại là đây, quay cho các bác này, các bác nhìn cái mạch công suất của nó này, chạy nguồn xuyến tròn nhé, rất lớn, nguồn rất là lớn, rất là khủng dây đồng. Và con này nó chạy 8 sò luôn, nguyên vỉ của nó này mới tinh luôn. Và đặc biệt nó còn có cả mã vạch ở trên cái mạch công suất này. Mà nhìn mã vạch 3G này. Đó, các bạn nhìn nét chưa? Đấy, cái tem mã vạch luôn. Đấy, mên vỉ này. Mới tinh luôn. Dây đi rất là to. Cái nguồn này rất là giá trị nhá. 8 sò nhá. Bình thường như bác mua những dòng súp khác ấy, nó chỉ có 2 sò đến 4 sò là nhiều thôi. Con này chạy 8 sò. Đảm bảo chất lượng. Tem QC Pad. Bông tiêu âm rất là nhiều và dày. Bông còn rất là đẹp. Nói chung là điểm 10 xuất sắc luôn, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Cho quả súp 3G 115BA này. Đấy, mọi chi tiết các bác có nhu cầu liên hệ với em để sử dụng cho mình những quả súp 3G audio xuất sắc. Đấy, tiếng bát của dòng này nó vánh rất là hay. Xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Các bác xem video mà chưa đăng ký kênh thì bác ủng hộ em một nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bác nhé.